đầu quá trời bụng rồi, nhảy đi nha, quá trời cái leo bụng rồi. Nó 20.000 ký đó. Không biết là không ai không lắm không.
Nó già lắm rồi. Mà nuôi một có phải không? 9 kg nữa. Chị Sáu mua thả hả chị Sáu? Dạ, có hai em mua thả gì cho nó. Dạ 3 kg rồi thôi. 8 rồi. Tại đi dư như còn nữa rồi, nó 1 kg rồi. Đó, thả được rồi. Mấy rồi? 4 à. 4 à, là thả. Còn dư 2 kg phải không? Dư 2 kg, xúc được 8 kg nữa. 8 kg thì... Mà là thả dễ thay, hai chủ. 8 kg rồi. Bữa nay tôi phóng chanh hết cái lúng. Con đổ mà nó liền bỏ luôn. Thôi cái vườn nó bự. Má ơi trời. Đổ rồi đó, còn bị nó trời. Trong đổ ra cái gì? Đổ trước ông nha. Đổ trước. Ông nội thì nó mơ ông nói nè, ông nói để hậu tính kinh nó đổ gì nè. Kệ đi, nó phóng sinh rồi anh Tẩy cũng phóng sinh theo, đúng rồi anh Tẩy. Thả xuống sông rồi đó cả nhà. Mình nãy giờ nhiêu 40 phải không? Nữa 10 kg nữa. Nữa nè. 10 kg nó liền, 10 kg cá thả. 10 kg cá thả nữa, 10 kg cá ăn. Cái đủ ăn như 2 kg phải không? Ừ. À, đủ rồi. 2 kg nữa là đủ công ty. Đủ rồi phải không? Ờ phải là đủ một con này 10 kg trọn rồi. Còn thấy nó giạt ra là tôi qua đó ra. Cái gì đó giờ 10 kg cá ấy nữa. Cái 10 kg cá. Cá mặn sao? Cá mặn. Dạ, dạ, dạ. Cá đó. Ừ.
Sao đợi nó cho nhiều tỏn xuống đi. Khá gì mà khá hết sức khá. Khá ngon quá ngon. Giờ mới sao cậu bảy? Đó, quýt đó cái đã tay đó. Cái gì cái lùi đỏ đỏ đó mà bảy? Chưa một ký đi. Cái gì thiệt chứ? Giật xuống vô đó. Nó 20.000 ký đó. Không dữ hả? Nguyên quán đó trời. Ai? Nguyên. Ờ, cái chép hả? Ừ. Con bò quá hả? Không. Đó là thả hả? Mẹ, anh đã có kèo uống. Có kèo rồi. Anh đến bán được cho. Ừ. Là ngày cũng 20 á. Mà nó không có quán nó mua thì nó thả. Giống là đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi đi. Một một khí đi. Ở đỡ cũng đi rồi, ngay giờ đúng rồi. Có cầm quá không ơi. Nhiều rồi. Rồi thêm nó đi. Ai không có lộn mà. Trời ơi. Ở trong lớn tiền không mà em đi không lắm không? Rồi, ngày mới Kha cũng xin chào cô chú bác anh chị ha. Kha đang đi ra đồng luôn rồi. Hôm nay đi hơi sớm tí. Thì hôm nay anh Bảy có mở ông anh đó. Ông anh là tên Niên. Đây, hai anh em. Thì cũng như mỗi khi là hôm nay cũng thăm đủ giớn ha cả nhà. Hôm nay sóng cũng giống như hôm qua đó, sóng to kinh khủng luôn. Nước lũ về ở thượng nguồn sông Mekong đổ về, bây giờ mực nước lên kinh khủng thiệt. Rồi mình đang ra đồng nha, chuẩn bị đến cái giếng đầu tiên ha. Rồi tới cái giếng đầu tiên. Nhậu yếu rồi, nhậu chung với anh Bảy với em nè, đừng có nấu với đồ mạnh. Ủa, ngàn qua cái tính sau mà nó khiên một chánh nó để trên bàn luôn rồi trời. Nào quay phía luôn hả? Ủa, chỗ đó này thật đại. Trời, tới rồi đó anh Bảy, cái lũng lỗ bự rồi đó. Đó, cá già. Dạ. Lũng nguyên lỗ cho bá luôn. Cá mấy em là quá chạy à, mê luôn. Qua là 7 giờ không nổi luôn. Nay cho anh Niên tập tạ nè. Này giờ cũng không nổi luôn nè. Xuồng anh qua 120 á. Hết trơn cái này có kia 120 ký. Ồ, thấy ham luôn phải không? Ôi, quả nhảy rồi. Ê, ê, ê. Trời ơi, cái vùng bự vậy. Rồi xong cái giếng đầu, cuộc cho thẳng ra tới cái giếng thứ hai thẳng nha, ông địch thì thẳng luôn đó. Kiểm tra cái bầu giếng nó lủng lỗ quá trời lớn luôn rồi cả nhà ơi. Bảy và anh Niên đang giá lại chuột cắn á, quá trời bự luôn rồi, hai lỗ luôn, ba lỗ luôn.
biển đang giá lại. Nước lên kinh khủng luôn mà chuột nó phá nè. Này cả nhà coi cái giềng lưới vậy nè, mà nó ngập giềng lưới trơn. Mà chuột có đi vô nó cắn phá công nhận hay thì chứ. Nè. Cái nhà coi là nước đỉnh nước hết trơn. Phá kinh khủng đi chứ. Rồi, mình tiếp tục lại cái giới thứ hai nha. Giá lưới tỷ giờ quá trời lỗ bự luôn. Hôm nay nước cao lắm ha cả nhà, sóng mạnh nữa, gió to nữa, sóng hôm qua luôn, gió cũng hôm qua luôn. Rồi đang gỡ dây cho cái giới thứ hai. Đã chép nữa. Ui, rồi xong. Rồi, anh niên cuộc cái giếng thứ hai nha, cho thiệt thẳng nha. Đi đến cái giếng thứ ba. Rồi, đến cái giếng thứ ba. Quá dỗ à. Trời ơi, mở luôn. Ui, cá lóc chết rồi. Ui, quá, cá vuông. Ui, trời nhảy, sống. Rồi cái giếng thứ ba này niên thẳng nha, cuộc thì thẳng luôn, nó không địch nè.
xong nguyên nhân thứ ba này qua bên kế bên là nguyên nhân thứ tư. Rồi mình đến cái giếng thứ năm và thứ sáu ha. Còn cái lốc chết thì mình nói là anh. Ê. Ba cá rồi đó. Ui, ham luôn. Rồi đến cái giếng thứ năm và thứ sáu. Ui, tổ cái chép nữa này. Quậy một cái luôn mang cái chép nè. Quậy hơn cá leo nữa. Chưa. Cá leo có đường dưới á. Đường dưới á. Qua hai anh em tôi cũng có đường dưới luôn. Bảnh bảnh vậy kìa. Có linh quá rồi ta. Điều rang có linh luôn. Nhảy nhảy nhảy. Xong. Rồi tới kỳ giếng thứ 6. Chép nữa hả? Ừ. Xong. Rồi xong cái giếng thứ 6. Tiếp tục tới cái giếng thứ 7 và thứ 8. Rồi tới cái thứ 7 và thứ 8. Thank you.
Xong rồi, đây cái giếng thứ 8. Xong rồi, mình tiếp tục đến cái giếng thứ 9 và thứ 10. Rồi, tới cái giếng thứ 9 và thứ 10. Xong rồi lại tiếp tục lại ăn đủ bậy bậy vậy đó quá. Cái lèo đó là niên lắm mà.
Ui sao. Rồi đến tiếp tục cái giống thứ 11, giống thứ 12 ha. Niên đang lựa cá nè. Cá nó mạnh nữa anh đi. Ô, em lúc leo đó không? Chạy đó, cái leo chạy lắm đó. Rồi, tới cái giống 11 ngày 2 nha. Hôm nay cả nhà mình xem sống là sống hơn qua luôn. To kinh khủng luôn. Nước nè. Rồi trước mặt là tới cái giới 11, 12. Rồi anh Niên đang gỡ giới nha. Là cái người đó ở đâu lợi đó anh bảy không biết ở đây vừa. Tiếp tục nha. Lấy thùng hay là đúng rồi. Thấy mình dính dây găng như vậy. Hả? Cái đó là dây găng. Dây găng anh buồn không? À, vô. Dễ là cá nhiều à. Lấy dở không nổi luôn. Xong không? Rồi xong cái 12. Tiếp tục
tới cái 13 và 14. Rồi đi tiếp tục nha. Đây, tới cái 13, 14 nha. Yếu nè. Cái này mùi mùi. Có, cái leo á. Xong. Rồi, tiếp tục. Chép nữa. Cái kim hả? Ừ. Yếu độ máy còn ống lú dắt luôn nha. Nó ngồi nghỉ luôn nhỏ mình tăng. Trời ơi. Quá trời bự cái kim ơi. Rồi, xong. Rồi, mình tiếp tục đến cái giấn thứ 15 và 16. Hôm nay Kha và anh Bảy sẽ đi thăm tổng cộng 18 cái giếng. Rồi xong mình vào giữa luôn ha. Hôm nay gió to quá trời cả nhà ơi. Nên cá linh nó không có chạy nhiều bằng hôm qua. Hôm nay sóng và gió to hơn hôm qua nhiều.
Rồi tiếp tục. Qua là mấy cái này là bộn luôn á anh Bảy. Bốn cái này nào. Mới đầu lấy 50 giờ chứ lên sang nữa là 60 giờ. Lấy hết luôn cũng được. Trời ơi, nay ngủ đã. Ngủ đã đâu. À, chứ đúng lắm dài quá đúng rồi ta. Ngủ mà ngại được con mẹ chứ. Rồi chết rồi. Ngày mình đi sửa cái mấy cái bầu vớ anh. Để nổi không nghe. Đó. Ui, nhảy. Quá rồi, đầy luôn. Nó lèo, nhảy. Rồi xong. Rồi. Mình tiếp tục hai cái giới cuối cùng nha. Cái thứ 17 và thứ 18. Rồi, tới hai cái giới cuối cùng. Cái gì hả? Ờ, nó quậy đậu tí nước đục ngầu nữa đâu. À, nổi kinh nghiệm hết mà nổi nghe cái này cái thịt đó tao. Rồi xong cái dân cuối. Đó. Dân này bù lại mấy dân kia. Dạ. Ngày nào cũng có bọn ác hết.
cái ngon để cho mình hết đi. Ôi sống. Quá nhiều quá anh đi. Cái bạch cái. Trời ơi. Mấy cái không lấy cái bạch cầu còn tẹp quá. Cũng dễ sợ luôn. Dở luôn á, thầy Phan. Đầu quá cho bụng rồi. Chảy đi nha. Quá chắc có leo bụng rồi. Để hai con hưởng dễ sợ luôn. Video sao cũng xin tạm dừng ha cả nhà. Thì hôm nay Kha và anh Bảy cũng đi thăm tổng cộng 18 cái giếng và một số cô chú anh chị đặt cái linh của anh Bảy. Hôm nay là ngày 29 âm lịch, phóng sanh cá linh, phóng sanh cá hết 60 kg trên ghe thì cũng còn rất là nhiều luôn ha. Thì anh Bảy sẽ đổ cá vào giữa. Tối nay cũng như mọi khi anh Bảy và chị Bảy sẽ ra lựa. Rồi Kha cũng xin chào tạm biệt cả nhà mình ha. Cô chú bác anh chị nhớ ủng hộ kênh của Kha và nhớ cho Kha một like ha và một lượt đăng ký cũng như về chào anh Bảy. Kha cũng cảm ơn cô chú bác anh chị rất nhiều. Xin chào tạm biệt cả nhà.